Này bà, hình như ông Nam ấy có vẻ thích tôi rồi đấy. Tối hôm qua anh làm về còn chở tôi về nhà cơ mà. Chắc là thích tôi lắm chứ gì. Không phải hôm qua tôi ở trên xe sao? Ui giời, đấy là chở cả bà về và để tôi không bị ngại thôi. Thật là mưu mô mà. Chưa hết nhá, hôm qua lúc chở tôi bà về, tôi còn thấy để cái hộp quà đằng sau xe. Chắc là định tặng tôi chứ gì. Thế là tặng chưa? Chưa, chắc là tại có bà đấy nên là ngại, sợ tôi từ chối đi xấu hổ gì. Tôi biết thừa. Này Trang ơi, tôi nói chuyện với ông Nam nhé. Ông bảo bà chồng hay kịch tập. Thì đúng rồi, ông ấy phải nói như thế để ông ghét tôi, để ông ấy không có ai làm đối thủ cạnh tranh cả, để ông ấy một mình chiếm lấy tôi. Theo 100%. Cô làm gì đấy hả? Bà thử hỏi ông ấy xem ông ấy phản ứng thế nào. Chắc chắn là sẽ đồng ý vội thôi. Này, có thích tôi không? Dĩ nhiên là không rồi. Hả? Không thể nào, hành vi rõ ràng thế mà, đúng không? Nếu mà tôi thích cô ấy thì tôi sẽ... Ê, anh đừng nói quá đầy đủ như thế chứ. Tôi sẽ chủ động giảm cân, ăn mặc gợi cảm, gội đầu sạch sẽ, trang điểm lung linh. Anh cảm thấy thế nào? Tôi thề, cô mà có như thế thì tôi cũng sẽ... Đừng là anh ép tôi nha. Cũng sẽ sao? Hai cái gì? Làm người anh đừng có kén chọn như vậy. Mùa hè nắng nóng như này, chân ai mà chả dám nắng. Thế mới nói, cô chỉ có cái tên là giống phụ nữ thôi, chả biết bảo vệ bản thân gì cả. Này, cái gì đấy? Kem chống nắng Fay Day giúp bảo vệ da trước tác động của ánh nắng mặt trời, giúp dưỡng trắng, tránh sạm và dám nắng cho da. Anh tặng kem chống nắng cho tôi, chứng tỏ là anh... Tôi biết mà. Tôi đã bảo là không phải mà. Tôi không thể nào mà thích. Tôi biết tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng mà thấy đông người như này, anh đừng làm tôi mất mặt quá chứ. Anh chỉ cần nói thích tôi một câu thôi mà nhé. Tôi không rảnh. Tôi cho 50.000. Nè, cô quá coi thường cái nhân phẩm của tôi rồi đấy. Anh muốn bao nhiêu? Làm đi. Cái gì? Nó có một câu thôi, anh có hội thế à? Vậy thôi. Cầm cái không? Một câu thôi nha. Được rồi. Sao nhỉ? Anh có thích tôi không? Có không? Có không? Thực ra thì tôi cũng có thích cô một... Đấy! Mọi người thấy chưa? Tôi đã bảo anh ta thích tôi rồi! Nhưng mà người tôi yêu là Linh. Em yêu, anh vừa mới kiếm được 5 lít này. Chúng mình đi ăn đi. Dạ vâng, anh yêu. Đi. Này. Hẹn hò với anh ta thật đấy à?